rồi, đi đi. Đặc sản muối Tây Ninh không nè. Đúng rồi, đây là muối Tây Ninh bánh tráng. Bánh tráng quá trời luôn. Bánh tráng. Quá ai nè. Quá trời đông. Có đông được vậy. Rồi bye bye kìa. Mới đi mà bye bye rồi. Này xin chào mọi người nè. Bye kìa. Xin chào mấy con. Xin chào. Hello đi con. Xin chào. Nghe coi. Ê, bên này giống lắm vậy. Yeah.
cưng quá. Thấy bộ đồ này y chang như đi Đà Lạt. Nghe cái này cho ta ngồi đàng hoàng cái. Sao hầm đó. Ngừng ngược lại cô ba. Chết rồi. Bạn dạy đây, ố, bếp, bếp, bếp. Bà tới ăn xuyên nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Thank you.
thấy điện như là đúng không? Chưa leo núi nó chưa đã. Mình xuống ra mình xong cái mình xuống dưới bắt đầu chơi dưới mình lội bộ lên thử nó cảm giác nó làm sao. Rồi đó cho ta có không gian riêng. Xuống ở dưới chân rồi bắt đầu mới lên lại đỉnh lần hai. Hồi nãy là đi núi bà là hồi nãy đi chùa Bà là ở giữa núi thôi, giờ bắt đầu mới xuống chân núi rồi đi lên mới là đi lên đỉnh. Cái đó hình như nhiều cảnh đẹp lắm. Bữa nay cả nhà đi vui cực kỳ luôn. Trên đó nó sương mù nè, gió mát nè, lúc đi thì mưa mà lúc lên không có mưa. Cái này thì chung những ba đi như kiểu mà nhà có ba năm đứa con ấy. Hay quá à. Chắc phải có người chăm là ỷ y à. Ỷ mù là chọn vắng nọ kêu ghéo vô. Có nhờ gác công an gác vậy đó. Bộ đội gác được không? Đó là chị không nha, kẹt trong đó có đường, có cái gì, lan can gì chứ. Đấy, động kim quang gì kìa. Cái đó là mẫu rồi. Mấy cái này là xưa là di tích lịch sử không? Ba chú à. Mấy cái này là mấy chú bộ đội trốn trong này là nấp nè. Trốn nè. Nấp trong đây, bao nhiêu lính Mỹ ở đâu á. Mờ căm luôn rồi anh em ơi. Đi công trình thì chiến lược về góng. Cái này y chang như bà Nà Hiếu ha. Cũng là sân quân. Thôi mình đi này thôi rồi mình hỏi đi bà Nà Hiếu. Không, bà Nà Hiếu nhiều trò chơi lắm. Bà Nà Hiếu có cầu vàng, rồi có tàu lượn. Nãy mình đi tới chỗ đó phải không? Ừ. Bây giờ mở cái nhạc mà nhạc kiểu tình tan tan này nó hợp hả? Giống như khi mình đi. Ê, như kiểu mình đang cưỡi mây à. Giống như mình đi đây anh chị. Kem nè, em mua chục cái luôn.
này cho ba vị cốm giống em. Ngon. Em này ngon lắm luôn á. Một cái là 30k mà nó có in hình của Sun World luôn, kiểu như hình như công ty làm luôn hay sao ấy. Có y ghi chữ núi Bà Đen luôn này, Bà Đen Mountain. Độc quyền phải không? Độc quyền hay sao ấy, thấy ngon lắm nha. Cái này vị cốm thơm. Có vị có hình ngôi hình núi Bà Đen là sô cô la, còn hình hình búp tòa sen á là vị dâu. Nhỏ nước, nhỏ nước. Hồi nãy mưa lạnh không dám ăn kem, chứ giờ lên đây nắng này ăn kem ngon cực kỳ luôn. Ngon lắm. Ba ơi, đi ra đây này, y như kiểu mình đang ở trên cung đình ấy. Thank you.
Cả nhà ơi, y chang như Đà Lạt vậy đó. Cầm tú cầu quá trời luôn. Nè qua đây, nè quay qua đây, quay qua đây, nè mẫu mẫu qua đây, mẫu qua đây. Wow, bên đó là Campuchia, Thái Lan vậy bạn kìa. Đúng rồi. Sông biển đó. Ở trên nhìn xuống nhìn thấy đó kiểu mênh mông ghê. Đó, con đường đi á. Mênh mông bắt nhát. Không ngủ à hả? Sao ông lại sớm vậy anh? Ở đó hả? Hả? Ở đây đó hả? Quy tín của anh ba. Chúng ta mà tôi lên Sài Gòn là giống như chứng gì. Điều chứng biết chứng gì thì không biết. Chứng dịch lộn. Hay quá mà Mẫn. Trời ơi, ba báo. Mẫn này là Mẫn ba báo rồi nè. Ê, con chết quá, sương mù rồi. Rồi sương mù tới nữa. Giờ này là mây đen vậy đó. Sương mù nữa, tưởng không mưa không